Nữ luật sư xinh đẹp này tên là Sena. Cô ấy đang bào chữa cho một tên trùm xã hội đen khét tiếng trong phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát quốc tế. Trong khi phiên tòa đang diễn ra, một thiết bị nổ đã bắt đầu đếm ngược. Hóa ra Sena và người bạn trai tên Ledo đã lên kế hoạch cho một âm mưu đen tối trước đó. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khiến phiên tòa trở nên hỗn loạn. Bạn trai của Sena rời khỏi chỗ ngồi của mình và lạnh lùng xả súng về phía các vị quan tòa. Ban đầu Sena giả vờ sợ hãi, nhưng nhanh chóng bộc lộ bản chất tàn bạo của mình. Họ đang nỗ lực để giải cứu tên trùm xã hội đen. Sau khi giết tất cả mọi người bên trong phòng xử án, cặp đôi vô tư hôn nhau ăn mừng trong khi ông trùm nóng lòng muốn được cởi trói. Tuy nhiên, Ledo bất ngờ giật chốt lựu đạn để Sena ném về phía Kun trước khi hai người bỏ chạy khỏi vụ nổ lớn giết chết Kun trong tích tắc. Thì ra trước đây Sena từng bị Kun đánh đập và hãm hiếp trước mặt Ledo, người có tình cảm với Sena nhưng bất lực và sợ hãi trước sự tàn bạo của Kun. Không thể bảo vệ được người mình yêu, Ledo định làm điều dại dột nhưng rất may súng bị kẹt đạn. Ngay lúc đó anh thề sẽ bắt Kun phải trả giá. Anh đỡ Sena dậy và nói rằng, kể từ giờ từng hơi thở của em sẽ là món quà của anh. Cuối cùng cặp đôi cũng đã làm được điều mà họ muốn. Ở bên ngoài, một đội SWAT đang đợi để hộ tống Kun sau khi phiên tòa kết thúc. Tuy nhiên đội trưởng Đông Vu bất ngờ nghe thấy tiếng súng. Không cần đợi cấp trên ra lệnh, anh ấy cùng với người của mình lập tức tiến vào bên trong. Cuộc đọ súng ác liệt nổ ra giữa đội SWAT và người của Ledo. Bỗng Sena hốt hoảng chạy đến chỗ Đông Vu giả vờ tỏ ra sợ hãi. Sau đó đánh lén Đông Vu nhưng anh ấy đã kịp thời đạp ngã và khống chế Sena. Ngay lập tức người của Ledo xông vào giải cứu cho ả nhưng đã bị Đông Vu tiêu diệt. Với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình, Đông Vu dễ dàng lần lượt tiêu diệt những tay súng của Ledo. Trong khi ở bên ngoài, con trai của Kun cũng bắt đầu nã súng vào lực lượng SWAT nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng đặc nhiệm khiến bọn chúng phải tháo chạy. Lúc này Sena đã đến được chỗ của Ledo, cùng lúc đó Đông Vu xông vào nhưng họ đã khống chế đồng đội của anh ấy buộc anh phải hạ vũ khí để đàm phán với Ledo. Tuy nhiên bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên vĩnh viễn cướp đi người yêu của Sena, đồng thời vụ nổ cũng đã khiến Đông Vu bị mù vĩnh viễn. Sena vô cùng đau khổ trước cái chết của bạn trai, cô ta thề sẽ trả thù Đông Vu bằng cách giết chết tất cả những người thân của anh ấy. Một thời gian sau, Đông Vu được bác sĩ thông báo rằng đôi mắt của anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa. Người thân duy nhất của Đông Vu là cô con gái tên Á Đề và người đồng đội mà anh luôn coi như một người em trai tên là Tiểu Điền. Họ đã cố gắng để giúp Đông Vu làm quen với thực tại. Nhưng chấn thương do vụ nổ gây ra đã ám ảnh Đông Vu hàng đêm. Mọi người đổ lỗi cho anh về cái chết của các nạn nhân bởi anh đã tự ý xông vào bên trong khi chưa có lệnh của cục trưởng. Vì áp lực của dư luận, Đông Vu ngày càng trở nên điên loạn và bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà, thậm chí anh còn tấn công cả người đi đường và có xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Á Đề cố gắng chăm sóc và động viên cha, nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trước đó. Cuối cùng tiếng đàn vĩ cầm của Á Đề đã trở thành thứ duy nhất giúp Đông Vu thư giãn. Nhiều ngày trôi qua, Đông Vu đã dần bình tĩnh trở lại, anh cũng bắt đầu tập luyện để phát triển các giác quan khác. Một hôm anh ấy tình cờ bắt được quả bóng khiến Á Đề vô cùng sửng sốt. Để kiểm chứng kỹ năng của cha, Á Đề đã ném cả rổ bóng về phía Đông Vu và phát hiện ra khả năng phán đoán bằng thính giác tuyệt vời của cha mình. Tiểu Điền cũng vô cùng ngạc nhiên khi Đông Vu có thể biết chính xác nơi Tiểu Điền đang đứng bằng cách cảm nhận sự hiện diện của anh ấy, thậm chí Đông Vu có thể di chuyển nhanh nhẹn như một người bình thường. 6 tháng sau, hai cha con Á Đề cùng nhau đến Man Unla để tham gia cuộc thi giao hưởng. Trong khi đó, Sena vẫn đang ở trong tù đếm từng ngày trôi qua cho đến khi cô có thể gặp lại Đông Vu. Ông trùm xã hội đen Kun có một người con tên là Chatcon, kẻ luôn muốn giết Sena để trả thù. Để có cơ hội ra tay, Chatcon đã tìm cách để chuyển Sena đến một nhà tù khác ở Man Unla. Nhưng Sena đã biết trước ý định của Chatcon nên cô ta từ chối ký vào giấy điều chuyển. Lúc này, hai cha con Á Đề đã đi đến nhà hát. Vài phút trước khi biểu diễn, Á Đề đã đánh mất nhạc phổ nên cô bị thay thế bằng một cô gái khác. Ban đầu Đông Vu rất hào hứng, nhưng dường như anh ấy cảm nhận được không có tiếng đàn của Á Đề trên sân khấu. Trong khi đó, Á Đề vô cùng buồn bã, cô ấy lững thững một mình sau hậu trường và bị một nhóm người bắt cóc đưa lên xe. Linh tính có chuyện chẳng lành, Đông Vu gọi điện thoại cho Á Đề nhưng chỉ nghe tiếng hét thất thanh của cô ấy. Anh vội chạy đến bãi đỗ xe, nhưng chiếc xe đã mang Á Đề rời đi. Đông Vu nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát về việc mất tích của con gái. Vài giờ sau anh được thông báo rằng họ đã tìm thấy xác chết biến dạng của Á Đề cạnh một dòng sông. Nạn nhân bị tấn công bằng axit và bỏ lại hiện trường cho đến chết. Đông Vu nắm tay cô gái và quả quyết rằng đó không phải là con gái của mình bởi Á Đề đã chơi vĩ cầm nhiều năm, do đó các ngón tay của cô ấy phải có những vết chai dày. Điều đó mang đến hy vọng cho Đông Vu rằng con gái anh vẫn còn sống. Đông Vu giải thích mọi chuyện với cảnh sát nhưng người đàn ông kia không tin Đông Vu. Anh ta khẳng định cô gái được tìm thấy là Á Đề và họ sẽ không có hành động nào khác nữa. Trong cơn tức giận, Đông Vu tấn công sĩ quan cảnh sát và vụ việc được truyền hình trực tiếp trên TV. Ở trong tù, Sena được biết đến là một nữ phạm nhân tàn bạo và nguy hiểm nhất. Cô ta tấn công các tù nhân khác một cách dã man, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế,
Bỗng tình cờ cô ta xem được tin tức trên TV và hả hê khi thấy Dong-gu đau khổ. Sau khi biết Dong-gu đang ở Man Unla, cô ta lập tức đồng ý chuyển nhà tù. Sena bị trói bởi nhiều sợi dây xích và có rất nhiều lính canh hộ tống. Bỗng một nhóm người đi mô tô quăng lựu đạn khiến chiếc xe phát nổ lật nhào rồi trượt trên đường phố. Bốn người đàn ông đi mô tô chĩa súng về phía chiếc xe và liên tục nã đạn. Trong khi nhóm người thay băng đạn, Sena từ trong xe bước ra lần lượt giết chết cả bốn người đàn ông bí ẩn. Khi Chắc Côn phát hiện ra Sena đã trốn thoát, anh ta lập tức giết chết một tên tay sai trong cơn nóng giận. Chắc Côn huy động tất cả đàn em của mình truy tìm tung tích của Sena và lệnh trong 3 ngày anh ta phải thấy cái xác của Sena ở trước mặt. Ở đồn cảnh sát Dong-gu đang bị còng tay và họ đang thuyết phục Dong-gu tin rằng con gái anh đã chết. Dong-gu nhận ra cảnh sát sẽ không đi tìm Á Đề, thay vào đó họ đưa anh ấy trở về nhà. Nhưng Dong-gu đánh gục hai nhân viên cảnh sát và cố gắng trốn thoát, nhưng anh không biết rằng Sena đang ở trước mặt anh trong bộ trang phục nữ cảnh sát. Thay vì giết Dong-gu ngay lập tức, Sena đã đóng giả làm một cảnh sát tốt và hứa sẽ giúp anh tìm con gái của mình. Trong một nhà kho ở Man Unla, Á Đề cùng các cô gái khác bị bắt cóc mà chủ mưu không ai khác chính là Chắc Côn. Anh ta điều hành một đường dây buôn người xuyên quốc gia, bắt cóc các cô gái từ khắp nơi trên thế giới và bán họ thông qua một website. Ngay lập tức Á Đề lọt vào tầm mắt của Chắc Côn bởi sự cá tính và cương trực của cô ấy. Trong khi đó, Sena đang cố làm cho Dong-gu tin mình. Cô ta kể với Dong-gu về một tổ chức buôn người ở Man Unla và chỉ cho anh ấy chính xác cách có thể tìm thấy con gái. Sena cho rằng cảnh sát không giúp gì được Dong-gu bởi họ đã bị tổ chức buôn người mua chuộc để bảo kê cho hoạt động của Chắc Côn. Mục đích cuối cùng của Sena là giết Á Đề, vì vậy cô ta vẫn sẵn lòng ở bên Dong-gu cho đến lúc đó. Cuối cùng Dong-gu cũng nghe theo lời Sena. Họ quyết định sử dụng Sena làm mồi nhử để đột nhập vào nơi giam giữ những cô gái bị bắt cóc. Dong-gu được đưa đến gặp một bà già bí ẩn, người chịu trách nhiệm kiểm tra và quyết định có mua lại các cô gái hay không. Bà ta đã trả tiền để mua Sena, nhưng nhận ra Dong-gu ở đó với mục đích khác. Sau khi đưa Sena vào bên trong, bà già đó chĩa súng về phía Dong-gu, nhưng anh ấy đã dùng trực giác của mình và hạ gục bà ta trong tích tắc. Dong-gu đi theo phía sau Sena vào bên trong đường hầm, nhưng cả hai đã bị bắt lại ngay sau đó. Lúc này người của Chắc Côn đang tổ chức phát trực tiếp trên website để bán đấu giá các cô gái. Các cô gái thay nhau biểu diễn để cho khách hàng lựa chọn và phải trả giá bằng mạng sống của họ nếu không nghe lời. Khi đến lượt Á Đề, cô ấy đã chơi ví cầm bằng tất cả niềm đam mê của mình. Chắc Côn vô cùng ấn tượng và quyết định tắt luồng phát trực tiếp. Anh ta muốn sở hữu Á Đề cho riêng mình, mặc dù ban đầu Á Đề vô cùng sợ hãi, nhưng cuối cùng cô đã quyết định chống trả. Chắc Côn tức giận nói sẽ dạy cho Á Đề một bài học vào ngày mai và ra lệnh tăng giá bán của cô lên 6 triệu nhân dân tệ. Ở một nơi khác, Sena bị treo ngược trên xà nhà và Dong-gu bị trói chặt bằng dây xích. Đối tác của Chắc Côn mệnh danh là Long Nữ chế nhạo Sena và mỉa mai cái chết của bạn trai cô ấy, sau đó dìm Sena xuống nước và chĩa súng đe dọa Dong-gu. Anh ấy cố gắng chống trả bằng tất cả sức lực của mình nhưng dễ dàng bị nhóm người của Long Nữ khống chế. Mặc dù vậy, Dong-gu vẫn nỗ lực chiến đấu, anh cảm nhận và ra đòn một cách chính xác như một người có đôi mắt bình thường. Trong lúc Sena rơi vào tình huống nguy hiểm, Dong-gu ném chiếc gậy sắt phá vỡ bể nước cứu sống Sena. Trong khi đó, Long Nữ nói với Chắc Côn rằng cô đã bắt được Sena, nhưng khi quay lại chỗ các tù nhân, Sena lập tức lao vào tấn công Long Nữ, hai cô gái kẻ 8 lạng 10 nửa cân, nhưng cuối cùng Long Nữ đã bị Sena khống chế. Dong-gu uy hiếp bắt Long Nữ phải tiết lộ vị trí của Á Đề buộc cô ta phải mở miệng. Long Nữ không biết ai là con gái của Á Đề, nhưng tất cả các cô gái bị bắt cóc đều được đưa về chỗ Chắc Côn. Còn sau đó ra sao thì chỉ có một người tên là Hắc Kim Cang mới biết. Bỗng có tiếng động lớn ở bên ngoài. Long Nữ cố gắng kêu cứu nhưng bị Sena đá mạnh khiến cô ta đâm vào mảnh kính Dong-gu đang cầm trên tay giết chết Long Nữ. Sau đó cả hai chạy thoát khỏi hiện trường trước khi thanh tra cảnh sát Rama và người của anh ta ập đến. Tối hôm đó, Sena đưa Dong-gu đến một ngôi nhà mà cô ta nói rằng đó là nhà của cô. Trên thực tế đó là nhà của nữ cảnh sát mà cô ta đã giết khi đào tẩu. Dong-gu không một chút nghi ngờ con rắn độc, anh vô tư để cho cô ta băng bó vết thương trên đầu mà không biết rằng cô ta có thể giết anh bất cứ lúc nào. Ở một nơi khác, Chắc Côn được báo cáo về cái chết của Long Nữ, vì vậy anh ta đã sai Hắc Kim Cang truy tìm để giết những kẻ đã trốn thoát. Một lúc sau, viên cảnh sát Rama mang theo một bó hoa đến căn hộ của nữ đồng nghiệp, nơi Sena và Dong-gu đang lẩn trốn ở đó. Rama cố gắng mở cửa nhưng bị Sena đâm trúng tay khiến anh ta hét lên đau đớn. Đúng lúc đó, người của Hắc Kim Cang xông vào. Hai người đặt bẫy và chờ đợi. Khi bọn chúng xông vào, bình ga nổ tung giết chết một nửa trong số đó. Sau khi liên tục xả súng về phía hai người, Hắc Kim Cang chiến đấu với Dong-gu. Anh ta dễ dàng áp đảo và chiếm lợi thế trước Dong-gu, nhưng Hắc Kim cũng bị Dong-gu đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, Sena đối phó với những tên còn lại, cô lần lượt tiêu diệt những tên côn đồ một cách chuyên nghiệp, kỹ năng chiến đấu của Sena quả là đáng nể. Lúc này, Hắc Kim đã phát hiện ra điểm yếu của Dong-gu, hắn tạo ra tiếng động để thu hút Dong-gu và đánh mạnh vào tai anh ấy khiến anh giảm khả năng phán đoán,
rồi tiếp tục đánh Dong Gu một cách dã man. Nhưng cuối cùng thính giác của anh cũng bắt đầu hồi phục. Anh phản đòn chính xác nhưng vẫn không hạ được Hắc Kim. Không còn lựa chọn nào khác, Dong Gu liều mình nhảy ra khỏi cửa sổ bằng sợi dây mà anh đã buộc trước đó. Nhưng Hắc Kim đã đợi sẵn ở hành lang, nghe tiếng động anh lập tức xông vào tấn công Hắc Kim với kỹ năng chiến đấu điêu luyện của mình. Dong Gu đã trói chặt Hắc Kim bằng sợi dây đã gắn vào thang máy, hắn bị kéo lên cao cho đến khi sợi dây bị đứt và đổ gục xuống sàn. Sau khi bị Dong Gu tra tấn, Hắc Kim buộc phải dẫn hai người đến nơi giam giữ các nạn nhân. Họ phá cửa để thả tự do cho các cô gái, nhưng Dong Gu không tìm được Á Đề. Điều đó có nghĩa là Á Đề đã được bán, hoặc cũng có thể cô đang ở chỗ chát côn để chờ đấu giá vào ngày hôm sau. Anh cố gắng tra hỏi Hắc Kim nhưng hắn ta cười khẩy và cương quyết không tiết lộ nơi giữ Á Đề. Senna lạnh lùng đặt dao vào tay Dong Gu rồi dí mạnh vào bụng Hắc Kim khiến hắn hét lên đau đớn. Nhưng Dong Gu bất ngờ kề dao vào cổ Senna và yêu cầu cô ta tiết lộ thân phận của mình, bởi anh biết cảnh sát sẽ không hành động như vậy. Hóa ra Dong Gu đã cảm nhận được mùi sắc thối rữa trong căn nhà mà Senna khẳng định là của cô ta trước đó. Senna thản nhiên thừa nhận và nói rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. À, nhắc lại lời nói của bạn trai trước khi chết. Lúc này Dong Gu mới nhận ra người phụ nữ điên rồ. Đúng lúc đó thì Tiểu Điền xuất hiện chĩa súng về phía Senna. Ngay lập tức cô ta giết chết Hắc Kim để trở thành người duy nhất biết Á Đề đang ở đâu. Nếu giết chết cô ta, Dong Gu sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại con gái. Cô ta yêu cầu Dong Gu giết chết Tiểu Điền nếu muốn gặp Á Đề. Không do dự, Dong Gu đâm Tiểu Điền để được gặp con gái, nhưng vết thương không đủ sâu để giết chết anh ấy. Senna nói rằng cứu con gái xong Dong Gu sẽ phải chết và Á Đề sẽ trở thành một cô gái mồ côi. Senna tiết lộ rằng cô từng bị cha mình bán cho một băng đảng và người đầu tiên Senna giết cũng chính là cha cô. Kể từ đó, người thân duy nhất của Senna là người bạn trai đã chết của cô ta. Đó là lý do tại sao cô ta muốn giết Dong Gu trước mặt con gái của mình. Một lúc sau, hai người tìm đến người bán súng ở chợ đen. Anh ta là người trung gian đã bán Senna cho xã hội đen. Vì vậy, Senna đã thủ tiêu anh ta trước khi cướp toàn bộ vũ khí và đạn dược. Trong khi đó, Á Đề đang được đưa ra ngoài để phát trực tiếp trong phiên đấu giá, chắt côn cho cô ấy lựa chọn. Hoặc ở lại với hắn, hoặc sẽ bị bán cho một người lạ. Á Đề không đưa ra lựa chọn, nhưng cô tin rằng cha sẽ đến cứu cô. Đúng lúc đó, chiếc xe tải lao vào cổng chính. Senna ở bên trong bắt đầu nã đạn về phía lính gác. Cô ta vừa bắn vừa cười một cách điên loạn, lần lượt những tên côn đồ ngã xuống dưới làn mưa đạn. Đại bản doanh của chát côn trở thành biển lửa. Dưới lúc hỗn loạn, Dong Gu ném một quả bóng vào bên trong để thông báo với con gái về sự hiện diện của mình ở đây. Một toán lính được điều ra ngoài để tiêu diệt hai người. Họ dùng bóng đánh lạc hướng đối thủ và chiến đấu từ trong bóng tối khiến đám lâu la hoảng loạn xả súng khắp nơi. Dong Gu sử dụng thính giác để phát hiện và tiêu diệt bọn chúng. Không có ánh đèn, bọn chúng không phải là đối thủ của anh. Senna thì khỏi phải bàn cãi, cô ấy tiêu diệt hết tên lính này đến tên lính khác, trong khi Dong Gu thì bắn như thể đôi mắt của anh chưa từng bị thương. Cuối cùng chát côn chỉ còn lại luật sư của mình và Á Đề, nhưng vị luật sư cũng phản lại chát côn, anh ta đạp ngã ông chủ của mình rồi chạy trốn. Không còn cách nào khác, chát côn đã gắn một quả bom hẹn giờ vào người Á Đề. Đúng lúc đó thì Senna xuất hiện và liên tục bắn vào người chát côn. Giờ là lúc Senna trả thù cho cái chết của người yêu. Cô ta treo ngược Á Đề bằng một sợi dây xích, sau đó dùng tính mạng của Á Đề để uy hiếp Dong Gu. Á Đề nhanh trí ném quả bóng về phía cha, Dong Gu nhanh chóng xác định được vị trí của con gái và bắn gục Senna trước khi kịp giữ được sợi xích. Tuy nhiên sóng gió vẫn chưa qua, bởi quả bom hẹn giờ vẫn đang gắn ở trên người Á Đề. Đúng lúc đó thì Tiểu Điền xuất hiện, Dong Gu sai anh ấy đi tìm một chiếc kìm, sau đó nhờ sự chỉ dẫn màu dây của con gái để xác định dây dẫn nổ. Có lẽ đây là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời của Dong Gu, nhưng quyết định của anh đã đúng. Hai cha con ôm nhau nghẹn ngào khóc trong hạnh phúc. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.